Con chào bà. Bà đang là chiên chả cá hả bà? Dạ. Đây đây bà chủ đây. Bán 50 năm là bà bán đấy. Năm nay là bà bao nhiêu bà nhỉ? 73. À 73 rồi. Ồ, 73 rồi mà bà vẫn ngồi bà chiên chả cá hàng ngày luôn. Bà 73. Đúng rồi. Dạ. Bà chả cá. Đây là con phải kêu bằng cụ rồi. Bán năm mấy năm rồi? Năm bán 51 năm 2 năm rồi cụ. Dạ. Ngày xưa là cái này là cụ bán là có nghĩa là tự cụ bán luôn đúng không cụ? Sau này hay là cụ học hay là có ông bà truyền lại không? Dạ. Tự làm tự bán luôn. Sau đó giờ là bán năm mấy năm rồi. Từ thời chắc là cụ còn chắc cỡ 20 tuổi á ha. 21 hay 2 tuổi. Đây này, đoàn viên chả cá đây quý vị. Ngày nào cụ cũng ngồi chiên như vậy hả cụ? À, mà ông nổi ngồi chiên hả? Dạ, ngày nào cũng ngồi chiên. Còn chiên vậy còn sức khỏe là còn là... À, ngồi chiên như vậy mới khỏe đúng không? Đây, nào thấy không? Thấy cụ ngồi chiên không? 73 tuổi rồi mà cụ vẫn ngồi hàng ngày chiên chả cá bán. À. Cái này chiên lâu không người chín cụ nhỉ? À 10 phút hả? Dạ. Khoảng 10 phút là chín. Bán nhiều chiên nhiều mới ngon, nếu ba chiên nhiều quá đâu mới ngon. Dạ, bán đến đâu chiên đến đó. Cái này là chả cá thác lát hả cô? Cá thác lát. Dạ. Cá thác lát. Cháu chị 300 với cháu. Nè mày có này bao nhiêu? Cúi mẹ lại. Ba cái đồ nó chậm trộn lên. Đây bên này là chị đang nướng sườn nướng này. Cái này có dùng không? Khoảng 5 rưỡi là khách bắt đầu là đông rồi quý vị. 5 rưỡi là điều mới 5:20 mà khách kín luôn rồi. Khách. Đây, mới vừa chiên xong mà sắp chín rồi. Phồng lên. Chúng ta sang đây xem chị đang sắt chả này.
Hi, mến chào tất cả quý vị anh chị các bạn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở con đường Hưng Phú, phường 9, quận 8 nhé. Bây giờ là khoảng 5 giờ nhé. Hôm nay thì Kiên qua đây để chia sẻ với cả nhà một cái quán cơm khá là nổi tiếng ở quận 8. Quán cơm này thì cũng đã là 50 năm ở Sài Gòn rồi quý vị. Thì cái quán cơm này có tên là Cơm Tấm Ba Há nhé. Cơm Tấm Ba Há nó nằm ở số là 389 đường Hưng Phú, phường 9, quận 8. Ở đây thì Kiên đi lúc 5 giờ nên là quán cũng đã mở cửa rồi, cũng đã có một số khách đi ăn rồi. Kiên muốn lại quay chia sẻ mọi người. Ở đây thì có cái một cái món đặc sản đó là cơm tấm chả trứng muối rất là khủng nha quý vị. Rồi mời cả nhà hãy cùng theo chân Kiên, chúng ta sẽ cùng sang xem ở đây có gì hấp dẫn nhé. Đây đi qua đường thì nó hơi nguy hiểm chút xíu. Đây đây là cơm tấm Ba Há. Đấy. Ở bên cả nhà thấy là dưới là có một cụ bà đang ngồi đấy. Cụ bà đó là cụ chủ ấy, cụ bán cơm từ lúc khoảng 19-20 tuổi ấy, đến giờ luôn. Cũng là gần 50 năm rồi. Đấy Kiên vào thì Kiên xin quay thì cụ đồng ý cho quay chia sẻ với mọi người. Có cụ đây đây, cả nhà thấy là đây là cái tủ đồ ăn này. Đập vào mắt chúng ta là có cái này là chả trứng muối này này quý vị, chả trứng muối này, đây là chả cá này, đây là đùi gà, đùi gà, đây là lạp xưởng hay xúc xích nướng gì đấy. Đây là thịt kho trứng. Đây có canh. Canh làm sẵn để bán đem về nhé. Nước mắm. Đây chúng ta thấy chả trứng muối hấp dẫn đúng không ạ? Đây là chả trứng muối nè quý vị. To quá trời luôn. Khủng lồ. Ở trong này là mấy trái trứng luôn nè. Ba trái trứng luôn. Ồ. Đấy cả nhà thấy không? Chả trứng muối không? Wow, bên trong nhìn đẹp quá hả? Em chào chị. Bán ở đây thì mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ nhờ chị nhỉ? 4 giờ tới 7 giờ rưỡi. Ồ, 4 giờ chiều mà tới 7 giờ rưỡi là hết rồi hả? Wow, bán rất là nhanh nhá. Bán trong vòng 3 tiếng này, 3 tiếng rưỡi là hết cơm rồi quý vị. Đấy. Đây quý vị thấy không, đây là đây có bì heo, đây là chả này. Kiên thích nhất cái chả trứng muối ở đây, nhìn đã thấy hấp dẫn rồi mà chưa ăn bao giờ, hôm nay mình sẽ thưởng thức nhé. Đây là chả cá này, đây là sườn nướng này, đây có đùi gà rất là bự, đây là xúc xích là gì? Lạp xưởng nướng tươi. Lạp xưởng nướng tươi. Đây có mỡ hành này, rau đậu chua này. Quán mình là em đọc báo là thấy là 50 năm rồi đúng không chị? 50 năm ở Sài Gòn rồi. Wow. Cụ bà là cô mới ngồi đây hả? Cô mới đi ra đây. Đi rồi. Cô đi được kìa. Chủ quán cô đi rồi. Đây mọi người thấy là cái nồi canh khổ qua này không? Hấp dẫn không? Mới nấu ra còn nóng hổi luôn. Cái này chắc là nồi cũng canh khổ qua luôn. Sao bị
Đây đây là cơm rồi, cơm tấm à. Tấm nó nóng hổi bốc hơi luôn. YouTube đang nào vậy? Dạ Sài Gòn Chế Mồ chứ. À Sài Gòn Chế Mồ. Dạ. Cảm ơn chú. Ở đây khách thường hay ăn cái phần nào nhất chị? Cơm à, cơm chả cá chả trứng muối à. Phần đó là bao nhiêu chị nhỉ? Cái đó là 57.000. 57.000 một phần. 57.000 một phần nha quý vị. Dễ sao bị trưởng luôn. Sao bị trưởng à? À sườn bị chả. Anh ơi. Không em, cái này em nghe nhiều rồi. Sa bị trưởng là xương bị giả. Ở đây hôm bữa có cô Roman đến đây quay rồi. Nhìn hấp dẫn, có một phần như này là bao nhiêu nhờ chị? À dưới này 62. 62 đầy đủ rồi chị. Sa bị trưởng là 62. Còn cái trứng muối cái là đọc sao? Trứng muối có đọc đọc lộn không? Trứng muối đọc là muối trứng. Anh này là thêm canh là bao nhiêu chị nhỉ? À canh 17.000 tô nữa. Quán ở đây là 50 năm là mình bán ở địa điểm này luôn hay là ở đâu chị nhỉ? Ở đây luôn đúng không? Đây cơm tấm ba há 50 năm. Giờ mới có khoảng 5 giờ đúng mà khách cũng rất là đông nha quý vị. 5 giờ đúng mà khách cũng rất là đông. Ồ, cái chả cá này là nhà mình làm luôn đúng không chị? À, đây là có chả cá. Chả cá nhà làm. Vô đây xem chị làm cơm nhé quý vị. Chị làm cơm một phần là như nào nhé. Đây là xà bị trưởng là sườn bị chả 62.000. Nên là mình ăn nửa cái thì sao chị? Một dĩa là nửa cái á. À một dĩa nửa cái à? À một dĩa là nửa cái. Còn ăn nguyên cái là 80.000. Anh mình cái ngán lắm không chị? À không hết đâu đúng không? Nếu mà ăn mình cái này là có thêm cả sườn bị chả, có thêm sườn trứng muối đúng không chị? Có à, có sườn muối. À sườn với muối. Sườn với muối với là có bì không chị? Không có. Tùy theo khách nó kêu á. Có kêu đúng không? Trứng muối với bì đúng không? Nếu rồi. À nếu ăn 1/4 này sao? Không có gì á. À 1/4 25.000 đúng không? Vậy nước đi chị, này nhập không à. Với muối rất là hấp dẫn. Lát nữa chị cho em cái 1/4 cái này nhá, với lại thêm bì chả này, thêm chả cá luôn. Đấy. Đồng nó có 5 giờ mà đã đông khách rồi nhá. Nói chung là cái đi cũng khá là nhiều quán cơm tấm rồi nhưng mà chưa có quán nào bán mà chả trứng muối mà nó bự vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây bên này là nướng sườn nướng ở bên này này, có lò than nướng này, đây là nướng mới xong này quý vị. Rất là tiếc cụ mới vừa đi mất rồi, mình không có hỏi cụ được nhiều. Cụ mới vừa đi khỏi đây rồi. À, chị làm em hai phần nhé. Giờ ăn giờ làm luôn. Ăn giờ luôn. Cụ đi mất rồi, cụ đi đâu rồi, chơi rồi. Hết cái game chiến. Anh không hết đâu em ăn một đời rồi. Rồi được rồi, vậy. Đơn mới hành. Hai đĩa. Rồi giờ mình vào thịt nước tôm nha. Chủ yếu là ăn cái chả chân muối, mấy cái kia là mình ở đâu cũng có, ăn nhiều rồi. Rồi chúng ta vào đây ngồi. Wow, hấp dẫn hả? Sườn bì chả là chả bì sữa. Nay mình ăn là trứng muối này, chả cá và bì. Đấy. Nay trứng muối này một góc tư là 25.000. Tại vì chị bảo là ngán lắm ăn không hết đâu, nên là mình ăn góc tư, ăn thêm mấy cái kia nữa. Cơm tấm ba há nha. Cơm ba há. Ở trong Nam ăn là cơm tấm ở phía dưới đây này. Uống dưới lên phải ăn ngon. Một miếng chả trứng muối rất là bự. Chả này còn thấy có thịt nữa nè, rất là ngon. Trứng muối ăn nó hơi bùi bùi.
cá béo. Ngon. Đi với cậu em, hai anh em đi ăn nè. Hồi từ có bà về, bà đang chuẩn bị chiên chả cá quý vị.